Chị khó nhé. Hay còn là ngày mai mốt nó thành thịt đấy. Trời ơi. Gì vậy? Đã được. Rồi cái bọn bay rồi.
bắt đầu bỏ ra nhiều. Trong đời nhà mình được nhiều cà phê không Huệ? Chưa, bây giờ chưa hái tỉa. Điện là quá rỗi rồi nè. Điện lại bị lỗ rồi. Tặng gì này? Thank you.